Hello Tuấn Nguyễn, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Đầu xuân năm mới, Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một ngày đầu tuần nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Dĩ An. Khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là đường Nguyễn Tri Phương của thành phố Dĩ An, quý vị nhá. Con đường Nguyễn Tri Phương là quý vị đang nhìn trên màn hình chúng ta đây, con đường rộng khoảng 8m đấy. Có lối vỉa hè đi bộ hai bên như thế này, rất rộng rãi đấy, lưu thông sầm uất như thế này. Đây quý vị nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây là một cái khung cảnh rất là nhộn nhịp đúng không ạ? Kinh doanh buôn bán sầm uất đó, chỗ nào cũng thấy kinh doanh và kinh doanh đúng không ạ? Nhà nghỉ này, ở đây là pizza, đây tạp hóa, đây là hotel, đấy quý vị thấy không? Đây là tiệm cơm, tiệm nhậu, tiệm xì ba, tiệm tóc và tiệm Honda. Và thưa quý vị đợi chút Nguyễn xíu. Đường rất là đông. Chúng Nguyễn đi qua đường thì cũng phải Và đây, quý vị nhìn trên màn hình của Tuấn Nguyễn đây. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn nhà mà phải nói là diện tích cực khủng luôn. Căn nhà của chúng ta là căn nhà này quý vị này. Đó, căn nhà cao ấy nhá, căn nhà mái thái cao đấy. Và thưa quý vị, căn nhà của chúng ta tọa lạc tại con đường Nguyễn Tri Phương của thành phố Dĩ An. Bên tay trái Tuấn Nguyễn đây thì chúng ta đi lên cầu Ông Bố, đi lên thành phố mới Bình Dương, lên đi lên Thủ Dầu Một. Còn bên tay phải này thì chúng ta đi ra thành phố Thủ Đức quý vị nhá, đi lên Phạm Văn Đồng, đi lên sân bay. Đấy. Và đi các con đường này thì chúng ta đi ra Bixigo Dĩ An khoảng một cây số đấy. Và thưa quý vị, căn nhà này có hướng chính tây quý vị nhá. Đấy, quý vị nào mà hợp với lại hướng tây thì quý vị hãy quan tâm đến cái sản phẩm này, cực kỳ khủng luôn. Và thưa quý vị, căn nhà này diện tích chiều ngang là 5m, chiều sâu lên tới 51m quý vị nhá. Có sổ hồng và thổ cư là full luôn. Đấy. Căn nhà chúng ta thiết kế 6 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, sân xe hơi thì chúng quý vị muốn đậu 5 6 chiếc cũng được. Đậu thông từ trước ra đường sau luôn quý vị ạ, rất là dài. Và giá thì cực kỳ rẻ, chủ nhà đang ngợp. Đấy, Tuấn Nguyễn nói rõ với quý vị là giá đang còn ngợp quý vị nhá. Mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đắc địa như thế này, nhưng mà chút xíu nữa Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị. Chắc chắn quý vị sẽ ngạc nhiên bởi vì căn nhà này giá cực rẻ. Bởi chủ nhà đang còn ngợp quý vị nhá. Đó. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong để giới thiệu công năng căn nhà này cho quý vị biết. Và lời đầu tiên thì Tuấn Nguyễn cũng xin bật mí cho quý vị rằng căn nhà này này, diện tích chiều ngang 5m, chiều sâu lên tới 51m. Rất là phù hợp cho chúng ta kinh doanh nhà nghỉ khách sạn, đấy, karaoke đó. Còn ở dưới thì chúng ta kinh doanh buôn bán xe máy này, như quý vị đang nhìn bên đây. Ở đây là toàn là xe máy không. Đấy, kinh doanh giày dép rồi ga tạp hóa, pizza, nhà nghỉ khách sạn. Đấy, riêng căn nhà chúng ta rất là phù hợp để kinh doanh nhà nghỉ khách sạn và karaoke quý vị nhá. Đấy, không gian rất là rộng và dài. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong. Nhưng mà xe quý vị nhìn này. Đấy, ồn ào rất là đông cho nên quý vị hết sức thông cảm, Tuấn Nguyễn không đi qua được. Quý vị chờ Tuấn Nguyễn một chút xíu. Đấy. Hướng chính tây. Đấy, chiều ngang 5m, chiều sâu là 51m quý vị nhá. Đấy, hướng chính tây. Bây giờ Tuấn Nguyễn đi vào bên trong, quý vị đợi Tuấn Nguyễn chút xíu. Đây. Và thưa quý vị, đây là mặt tiền. Mặt tiền của chúng ta đây. Thì trước đây chủ nhà cũng mở di động quý vị nhá. Kiểu như là tiệm mà bán điện thoại di động. Đó. Bật lên xuống xe hơi chúng ta chạy thẳng vào trong nhà. Đấy. Không gian thì quý vị nhìn này, full chưa? Từ ngoài mặt tiền đường nhìn về phía sau chúng ta có 51m quý vị nhá. Và quý vị nhìn hình ảnh căn nhà này còn rất là mới. Căn nhà này xây cách đây cũng khoảng được 1,5 đến 2 năm thôi. Đấy, quý vị nhìn mới tinh luôn. Trong nhà thì có wifi và camera an ninh đầy đủ. Phía bên ngoài này chúng ta có một lớp cửa cuốn đức. Đấy, sau này mà quý vị về đây, đúng không ạ? Chúng ta muốn an ninh hơn chút xíu nữa thì chúng ta có thể là lắp bộ cửa sắt, cửa gỗ ở đây tùy ý. Đây, quý vị nhìn một cái không gian cực kỳ mở luôn. Đấy, nào, rất là phù hợp cho quý vị vừa ở vừa kinh doanh. Hoặc là nếu không quý vị không ở thì quý vị kinh doanh karaoke, nhà nghỉ thì phải nói là cực kỳ đỉnh của đỉnh luôn. Đây, quý vị nhìn này, hình ảnh của căn nhà chúng ta này. Đó, hệ thống chiếu sáng là sáng bưng luôn. Đấy, đúc như thế này, quý vị thấy không? 5 nhân
5 x 51 mét quý vị nhá. Chiều ngang 5, chiều sâu là 51 mét. Chúng ta có tổng diện tích là 255 mét vuông quý vị nhá, gần 260 mét vuông. Đấy, có sổ hồng và phun thổ cư luôn. Quý vị nhìn ở bên dưới này. Đó, đây là không gian để cho chúng ta kinh doanh buôn bán, nhất là xe máy quý vị nhá, hoặc là karaoke. Đó, thì phải nói là cực kỳ. Ở phía dưới thì chủ nhà chỉ làm một phòng ngủ phía sau thôi, còn để không gian để kinh doanh buôn bán và cái phòng ăn, phòng bếp. Còn ở trên chúng ta có 6 phòng ngủ quý vị nhá. Đây, quý vị nhìn. Đó, trần đúc này còn mới láng o luôn. Đấy, quý vị nhìn không? Còn mới tinh luôn. Nhưng mà Tuấn Nguyễn thưa với quý vị, đây hai bên tường thì ốp lên khoảng 2,5 mét. Đây, quý vị nhìn này. Mới thì mới, đúng không ạ? Đẹp thì đẹp. Nhưng mà nợ thì không thể nào cưỡng lại được, đúng không quý vị? Nợ thì cũng bó tay thôi, phải bán thôi, đúng không quý vị? Đó. Dù đẹp, dù mới, dù lớn như thế nào, nhưng mà nợ thì chịu thôi. Ở phía phường sau này là nhà vệ sinh này. Còn quý vị nhìn là cái không gian giếng trời với lại sân phơi này. Hoặc chúng ta để muốn làm gì làm. Ở trên này thì chúng ta có cái cầu thang đi lên nữa quý vị này. Trên đây có một cái sân thượng nữa, đúng không ạ? Sân thượng trước sau là rộng mênh mông luôn. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, một căn nhà mà chiều dài lên tới 51 mét. Đấy, quý vị nhìn ở phía trước này, quý vị chẳng thấy cái gì hết, đúng không ạ? Đây, Nguyễn Dung cho quý vị thấy này. Đó, 51 mét thì quý vị có nhìn thấy được cái gì mà ở phía trước nhà đâu, đúng không ạ? Một không gian phải nói là, ôi trời ơi, chỉ có diện tích và diện tích thôi quý vị ạ. Giá rất rẻ. Đấy, Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị luôn, căn nhà diện tích như thế này, sổ hồng cao tay, thổ cư là full luôn, nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương, kinh doanh buôn bán đắc địa như thế này. Đó, mà quý vị biết là giá rất rẻ. Chút xíu nữa Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị và các bạn nắm được căn nhà này giá bao nhiêu. Đấy, quý vị nhìn cái mặt tiền của chúng ta không, sâu thăm thẳm luôn, đúng không ạ? Căn nhà này sâu thăm thẳm luôn, 51 mét vuông. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ lên lầu khu vực cầu thang đây quý vị. Đấy, bằng đá hoa cương màu đen và màu trắng, tay vịn bằng gỗ đỏ kết hợp với kính cường lực, rộng 1,2 m. Chúng ta lên xuống thoải mái. Căn nhà này diện tích lớn cho nên Tuấn Nguyễn review nhanh quý vị nhá. Đây, và đây là lầu 1. Tuấn Nguyễn xin review ôi trời ơi, phía trước đi, phía trước nha quý vị nha. Đây là phía trước của chúng ta có một phòng ngủ rất là lớn này. Nhưng mà lúc trước là chủ nhà kinh doanh karaoke quý vị nhá. Này, có máy lạnh này, trần chỉ thạch cao thì phải nói là cực đẹp luôn, còn mới láng hoa. Đây, cái bàn này thì chắc chắn có những nhìn là cũng biết karaoke rồi, đúng không ạ? Nhưng mà không được hiện đại lắm, kiểu như người cũng thô sơ thôi. Đấy, đây là một dàn cửa nhôm kiếm sinh pha này, ở chấn xong bằng inox hết. Còn phía trước thì chúng ta có một cái mái tôn như thế này. Đấy, tôi cũng không mở cửa ra được thì quý vị thông cảm. Nhưng mà phía trước thì chúng ta kinh doanh buôn bán xe máy, lúc trước là như vậy quý vị nha. Đấy, đây có chúng ta có một cái cửa nhôm sinh pha để chúng ta mở ra này. Đó, căn nhà này Tuấn Nguyễn xin thưa lại với quý vị rằng rất phù hợp cho chúng ta kinh doanh buôn bán, là một, thứ hai là kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, thứ ba là karaoke. Đó, có ba cái vấn đề đó quý vị nhá. Đây, phòng tắm, phòng vệ sinh đây, riêng biệt bằng kính cường lực. Đó, rất là rộng. Đấy, người ta nói thừa giấy thì vẽ voi cũng đúng thôi. Cái phòng rất là rộng quý vị nhá. Rộng mênh mông bao la luôn. Và đây là phòng ngủ số 2 và số 3 này. Chúng mình quay số 2 trước đi, đúng không ạ? Đấy. Đó, quý vị thấy không? Chúng ta muốn làm phòng ngủ thì làm, mà muốn làm karaoke, kinh doanh buôn bán hoặc là nhà nghỉ khách sạn cũng ok luôn. Máy lạnh, chỗ nào cũng máy lạnh quý vị nhá. Có phòng vệ sinh ở bên trong này. Đây. Đấy, nhà nào cũng phòng vệ sinh ở bên trong. Căn nhà này cực kỳ rẻ luôn. Quý vị hãy đợi Tuấn Nguyễn chút xíu đi, Tuấn Nguyễn báo giá cho quý vị. Thật sự trên kênh của Tuấn Nguyễn cũng có rất nhiều sản phẩm nhưng mà chưa thấy căn nào rẻ như căn này. Và đây là phòng số 3, phòng ngủ số 3 đây quý vị này. Đấy, căn nhà dài đến 51 mét thì quý vị có thể bố trí bao nhiêu phòng ngủ cũng được. Đấy, 51 mét thì quý vị biết rồi đấy, thoải mái luôn, đúng không ạ? Đây, nhà vệ sinh của chúng ta đây, ok chưa? Nội thất thì cũng bình thường thôi. Đấy, nội thất nhà vệ sinh thì Tuấn Nguyễn cũng nói luôn, đúng không ạ?
nó cũng ở cái mức tầm trung thôi, chứ không phải xịn sò xa xỉ gì cả đâu. Tuấn Nguyễn thì là cái tính của Tuấn Nguyễn như vậy, có gì nói đấy, đúng không ạ? Sản phẩm như thế nào Tuấn Nguyễn cũng review vậy thôi, chứ không có mà nói quá, đúng không ạ? Nói quá lên là quý vị tới lúc quý vị tới xem mà quý vị lại và bắt bẻ, quý vị lại nói la rầy Tuấn Nguyễn. Và đây là sân thượng phía sau quý vị này. Ở đường sau kia là có một cái sân thượng rồi, nhưng mà lên cầu thang chúng ta có một cái sân thượng này. Ôi trời ơi, căn nhà này mà quý vị ngăn phòng ốc thì nó phải nói là phải đến mấy chục phòng, chứ đừng có nói là 6 phòng quý vị nhá. Đây, mái tút ra đường này này, tay Tuấn Nguyễn chỉ này, đúng không ạ? Đó, cái sắt của chúng ta là mái ngoài kia kìa. Đấy, còn bên kia là hàng xóm với Bixigo đường trước kia quý vị nhá. Đấy, quốc lộ 1K, phường Đông Hòa ở bên kia, còn đây là phường Dĩ An 2. Đây quý vị thấy, đó, một cái khung cảnh của chúng ta này. Ở trên là còn một cái sân thượng nữa và bồn nước ở trên nữa, ở lầu 2. Đây là lầu 1 quý vị nhá. Đấy, rộng mênh mông, nhà hàng xóm thì đây, xung quanh của chúng ta đây. Đấy, đất này rất là dài quý vị nhá. Đây là cục móng này, đó, đang còn sử dụng tốt nhưng mà thật sự là không có người bảo quản thì đôi khi để nắng để mưa thế này rất là phí phạm quý vị nhá. Đấy, một căn nhà mà rộng tới 51m, dài lên 51m, chiều ngang là 5m quý vị, tha hồ mà ngăn phòng ốc, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta đi lên lầu 2. Lầu 2 của chúng ta đây. Wow. Một căn nhà phải nói là, và Tuấn Nguyễn cũng review phía sau, phía trước trước quý vị nha. Đây là phòng số 4 này. Đấy, đây là trước người ta làm karaoke quý vị ạ. Đây quý vị nhìn thấy cái gì mà giống loa loa như này, Tuấn Nguyễn thật sự là không hiểu rõ về cái nội thất, cái trang trí này lắm, cho nên mà nói để mà đúng để cho quý vị thì Tuấn Nguyễn cũng không thể để nói đúng được, mà đúng như vậy. Thôi quý vị nhìn qua hình ảnh như quý vị cũng phỏng đoán rồi là góp ý cùng. Và đây là ban công phía trước này. Đó, ban công phía trước này quý vị. Ở trên chúng ta có máy thái nhá. Đây, máy thái của chúng ta đây. Đấy, phía trước là khách sạn đối diện với căn nhà chúng ta. Đấy, mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương, kinh doanh buôn bán đắc địa, đúng không ạ? Đây là nhà hàng xóm. Đó, quý vị nhìn thấy không? Thành phố Dĩ An về đêm cực kỳ đẹp luôn, đẹp lung linh luôn, đúng không ạ? Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ ra phía sau. Đấy, chúng ta có là 5 phòng rồi, đúng không? Đây là phòng số 6. Đấy, số 6 này quý vị, phòng này thì cũng nhỏ thôi. Đấy, phòng này thì ngắn, nhỏ hơn mấy phòng trước. Đấy, nói đúng là như thế. Cái này mà có khách, có khứa thì chúng ta bố trí ở đây nó thuận tiện này. Đấy, hoặc là phòng karaoke, nhà nghỉ khách sạn thì cũng rất là tốt. Chúng ta có phòng vệ sinh ở bên ngoài đây, thì chắc chắn là không phải là karaoke nhà được thì được, nhưng nhà nghỉ thì nó hơi, cái mấy phòng dưới thì được, cái phòng này thì nó hơi bất tiện chứ thôi, đúng không quý vị? Đó, cực kỳ nhiều công năng luôn, 51m. Và đây là phòng số 7. Đó quý vị thấy không, trần cái này nó có cái kim như kiểu là cái loa quý vị, mà tôi vẫn không biết là cái chất liệu gì để giới thiệu cho quý vị. Và phía sau chúng ta có một sân thượng nữa, 3-4 sân thượng trước sau luôn quý vị nhá. Phải nói là đây này, cái hệ thống bồn nước này, wow, nó to như kiểu con voi luôn đấy, yeah, con voi châu Phi với to này, khiếp. Quý vị thấy ghê không? Còn đây, nguyên sảnh của chúng ta từ đây mà ra ngoài kia. Sau này quý vị về đây mà quý vị làm nhà nghỉ khách sạn thì quý vị sẽ nâng lên, đúng không ạ? Sẽ xây lên, xây từ đây ra ngoài kia, 5-6 phòng nữa, thoải mái luôn. Mấy chục phòng luôn, căn nhà này mấy chục phòng. Đây, hệ thống nước, nôi, rồi điện, đóm, năng lượng mặt trời đầy đủ là quý vị nhá. Đó. Đây quý vị. Đấy. Một căn nhà mặt tiền đường ngay trung tâm thành phố Dĩ An, đường Nguyễn Tri Phương, kinh doanh buôn bán đắc địa. Vậy là Tuấn Nguyễn đã review nhanh cho quý vị, bởi vì căn nhà này diện tích quá là rộng đi. Quý vị nhìn cái phòng ngủ này, cái phòng này thì thật sự là không biết để làm cái phòng gì chứ. Nếu mà gia đình chúng ta sinh sống mà làm cái phòng ngủ này thì nó là thật, phí thì không phải phí, đúng không? Nhà cao cửa rộng thì nó sang thôi, nhưng mà nó rộng quá đi, quá là rộng quý vị ạ, rộng mênh mông bao la luôn, cực kỳ rộng luôn.
Vâng, vậy là Tuấn Nguyễn đã review xong. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi xuống ở dưới trệt này này. Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị luôn, đúng không ạ? Chứ không có thì vừa đi trên cầu thang này không chú ý thì ngã thì chết luôn. Đây quý vị, một căn nhà rất là đẹp. Đó, căn nhà mới xây được hơn một năm thôi. Nhưng mà Tuấn Nguyễn nói với quý vị rồi, đúng không ạ? Đẹp thì đẹp, mới thì mới, to hoặc rộng bao nhiêu không quan trọng, mà quan trọng là nợ ngân hàng là coi như là xong, đúng không ạ? Phải bán hết quý vị ạ, bán hết luôn. Đó, mặt tiền này quý vị nhìn, đó, rộng minh mông bao la như thế này, đấy, đúng không? Quý vị nhìn thấy rộng không? Căn nhà 5 mét mà nó dài quá đi, nó như một là một cái con đường luôn ạ, quý vị nhìn đấy. Ở phía trước này thì chúng ta thật sự là nhà quý vị mà có nhiều xe hơi, quý vị đậu thoải mái luôn, chả biết bao nhiêu cái, quý vị thật sự là không biết bao nhiêu cái. 51 mét thì quý vị muốn đậu vào những cái quý vị đậu, đúng không ạ? Này, đó, mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương, kinh doanh buôn bán đắc địa, đúng không ạ? Nhất là phù hợp với karaoke và nhà nghỉ khách sạn quý vị nhá, hoặc là vừa ở vừa kinh doanh đấy, 3 trong 1 đó. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ báo giá căn nhà này cho quý vị và các bạn nắm được. Hiện căn nhà này chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn chỉ có giá là 13 tỷ rưỡi thôi quý vị ạ. Quý vị có nghe nhầm không? 255 m² cho một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đắc địa như thế này có 13 tỷ 500 triệu đồng mà quý vị còn thương lượng, quý vị nhá. Đấy, Tuấn Nguyễn xin nhấn mạnh lại cho quý vị rằng chúng ta còn thương lượng. Đấy, 13 tỷ 500 triệu đồng. Quý vị nào xem được cái video này, đúng không ạ? Quý vị thấy cái mặt tiền đắc địa này, đúng không ạ? Nằm ngay trung tâm thành phố Dĩ An, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề thuận tiện như thế này thì quý vị liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn, quý vị nhá. Đây quý vị thấy này, ở đây á người ta kinh doanh buôn bán Honda này, quý vị thấy không? Đây là cái mặt tiền mà người ta đang còn thuê đấy, đúng không ạ? Người ta đang còn phải thuê để người ta kinh doanh. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, căn nhà của chúng ta vừa ở vừa kinh doanh buôn bán thì nó sinh lời lên gấp bao nhiêu lần, đúng không ạ? Trong khi chúng ta không phải thuê một tí nào. 13 tỷ 500 triệu đồng chúng ta còn thương lượng với chính chủ rất là nhiều quý vị nhá. Vâng, kênh nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn Nguyễn có rất nhiều sản phẩm cao cấp đấy, cũng như là biệt thự nghỉ dưỡng ở trên Phú Mỹ Hưng, Khang Điền quận 9, đấy, Phú Mỹ Hưng quận 7, Thảo Điền quận 2. Đó, quý vị nào có nhu cầu, nhất là kiều bào nước ngoài đang muốn về Việt Nam mua nhà, mua biệt thự, quý vị cứ mạnh dạn liên hệ với Tuấn Nguyễn qua số điện thoại đang hiển thị trên góc màn hình TV của chúng ta, 0905 745 448. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn đi xem những căn nhà tốt giá rẻ như thế này. Quý vị xem video vui lòng hãy subscribe kênh cho Tuấn Nguyễn với, hãy nhấn chuông và để có nhiều video mới nhất trên kênh mỗi ngày cho quý vị tha hồ xem và mua. Quý vị hãy subscribe kênh cho Tuấn Nguyễn với, cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like. Và cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một buổi tối có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.